Xin mời chào toàn thể cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói Lalin. Các bác hiện tại thì em Cói đang có mặt tại bên Trung Quốc và ngày nay thì em Cói tiếp tục là sang đây để mà ghi hình và quay lại cuộc sống của mọi người bên này cho các cô các bác quý khán giả trên kênh mình biết thêm. Nên ngày nay thì em Cói là sẽ sang bên này một mình. Và nay thì bây giờ là em sang đây và sẽ anh cho thuê xe điện đúng không? Anh cho thuê xe điện. Vâng. Đây, ngày nay thì em Cói sang đây thì bây giờ là sẽ đi thuê xe điện để mà đi một vòng ở đây, đi chơi một vòng. Thế bình thường thì em Cói đi cùng chị Sảnh thì chị gái em Cói sẽ có WeChat, mình có thể quét cái xe điện ở đây. Nhưng mà em Cói thì chịu nên giờ sẽ đi thuê xe điện. Nên nãy ghi hình là thấy các anh này ngó ngó đoán là người Việt Nam luôn rồi. Thuê xe không? Có ạ. Giá cả như nào anh? Em đi anh lấy rẻ mà. Rẻ là bao nhiêu ạ? 7 đồng. 7 đồng? Rẻ nhất. 7 đồng là bao? Ý là một giờ ấy ạ? Một tiếng là 7 đồng. Wow. Anh tên là gì ạ? Chơi đi. Anh đầu tiên. Bán hàng này xong là còn cho cả thuê xe điện ở bên này nữa. Đấy, dành cho những ai mà như em Cói là không có thanh toán được ở bên gọi là thanh toán bên Trung Quốc theo kiểu online ấy thì đấy, bằng tiền mặt như này. Đấy, em chọn xe. Vâng. Đây, những con xe điện màu xanh như này này thì mình sẽ phải quét mã. Ở đây là nhà mình có bao nhiêu xe ở đây ạ? Gần 60 chiếc. Gần 60 chiếc à? Em chọn đi, em thích xe nào? Em sẽ chọn xe số 02, có 102 nha. 7 đồng một tiếng. Ui, cái này nó đi được trong bao lâu anh? Em cứ đi bao giờ nó... Nhưng mà ở đây là làm gì có sóng Việt Nam? Nhà mình cho thuê xe ở đây là lâu chưa hay là mới? Lâu rồi em ạ. Đây, nhà này là có tận là 60 chiếc xe đấy. Em cho anh một sổ. Tí nữa em đi đâu xong em về đây xong rồi em để xe đây. Em vào kia lấy sổ. Chỗ biển đỏ đỏ kia nhá. Đây, sổ của em đây. Bây giờ là đây, em giờ đi. Bây giờ là gần 3 giờ Trung Quốc à? Giờ Trung Quốc, Việt Nam này, Việt Nam. Gọi là 14 giờ 40 đi. 14 giờ 40. Em nhớ giờ nhá. 14 giờ 40. Rồi. Bắt đầu anh tính giờ nhá. Vâng. 14 giờ 40 nhớ nhá. Xong là khi mà em đi về giả xe xong mới thanh toán nhá. Ừ. Rồi, anh em cảm ơn sổ thôi. Vâng. Đây, em nhìn theo anh nhé, anh vào chỗ là anh đơn sổ chỗ nào thì tí em về đô em vào đấy lấy sổ nhé. Vâng, rồi anh đi. Có rất là nhiều nhà là mọi người có làm dịch vụ cho thuê xe điện này này. Bây giờ là xe đi quanh quanh ở đây xem có gì vui không nha. Bình thường có cũng chỉ có đi quanh quanh ở mấy cái khu vực này thôi. Đó, cái này không biết là đi đâu đây. Hết đường đi rồi sao nhỉ? Ở bên chúng em ấy thì rất là gần với lại khu vực Trung Quốc ấy. Cho nên mọi người hay nói là đi Trung Quốc kiểu đi chợ ấy, còn hơn cái đi chợ. Em sẽ được trải nghiệm dịch vụ của người Việt Nam kinh doanh tại bên Trung Quốc. Đây rất là nhiều người mua này. Trên khắp các con phố là có rất là nhiều chiếc xe điện giống như của em Cói đang đi này. Em nghĩ rằng là có lẽ cũng đều là của người Việt Nam hết. Đây là xe mình tự lái xe luôn. Thông thường có những hôm thì em Cói sang bên này và mình phải di chuyển thì mình sẽ bắt taxi nhưng mà nó cũng khá là đắt tiền. Nó giá nó khá là cao so với lại việc thuê xe điện như này. Thứ nhất là mình vừa được tự trải nghiệm là lái xe ở bên này và mình cũng sẽ chủ động hơn. Em Cói là cũng đi được một đoạn khá là xa rồi đây và đang không tìm thấy cái địa điểm để mà quay đầu. Đây, phía trên này là cây cầu mà nối giữa Việt Nam và Trung Quốc này để cho những container hàng hóa là đi qua đi lại là ở đây này. Đấy. Wow.
Đấy, thì em có ý là cứ tiếp tục đi xem là mình sẽ đi đến đâu nha. Có con thác. Em đi vào xem. Wow. Con đường này thì có những cây hoa đang nở hoa màu vàng rất là đẹp này. À, em có ý là đi được một đoạn phải nói là xa phết nữa rồi. Bây giờ sẽ đi vào trong này ngó xem là trong này thì có gì không nhá. Ôi có khá là nhiều đường rẽ này. Ồ, hình như là đây là trong nông thôn của người Trung Quốc rồi này. Đây là những ngôi nhà bằng ngói pro xi măng lại ngói âm dương. Nên có là phải cố gắng là nhớ đường đi của mình không à. Tí là sẽ quên là không tìm thấy đường về bởi vì đi vào trong này là mất sóng điện thoại đấy. Sẽ không thể nào mà gọi được. Vì sim là sim Việt Nam, còn bên này là Trung Quốc rồi. Ồ. Này không biết là đi vào tận đâu đây. Giờ là cũng cảm giác là hơi sợ sợ một chút rồi. Đây là những ngôi nhà đây. Giờ mình vẫn sẽ tiếp tục là cứ đi, đi thẳng đi một đoạn xem là có gì hay không thì sẽ chia sẻ lại cho cô bác cùng xem ạ. Ở phía trước như có nhà rồi, bớt sợ rồi. Ôi đấy mọi người cũng có rau mép nữa. Cây chuối này. Hoa giấy này. Hiện tại bây giờ em có đi vào trong này thì cũng đã được một tiếng rồi các bác. Đây xem giờ được rồi. Để mà tiết kiệm điện thì em có xe đi bộ. Đề phòng là khi mình đi quá là xa, xe hết điện thì vỡ mồm, chết. Đây là, nói chung là thấy là cũng giống như bên Việt Nam mình thôi, có cây xoài, cây nhãn này. Em đúng là vào trong khu vực nông thôn rồi. Nơi khác so với lại ở phía dưới trung tâm huyện Hà Khẩu rất là nhiều. Không còn là những tòa nhà cao ốc nữa. Và đây là những nhà xây, những căn nhà xây như thế này này. Mọi người có xếp củi này. Có vẻ là chỗ này là cũng hết đường rồi thì phải. Đây cũng có những chiếc xe điện như thế này này. Đây là những ngôi nhà trông rất là đặc biệt. Đây cũng khá là khác biệt so với lại phía bên Việt Nam. Kiểu cái kiểu họ thiết kế nó khác ấy. Đi vào trong này thì một dãy cái này là cụt rồi. Phía trên này thì cũng là đồi cây rừng rú. Phía trên này là còn nhà nữa không? Ở trên này thì có một bác này.
Biết trên này là đi đâu đây. Cái sẽ cố gắng dùng hết những cái gì mà mình có trong đầu thì hỏi bác này. Yeah, hảo. Cái gì? Chắc cứ hiểu mấy hiểu cha mà. Mà đây là chính cha, có mấy đối à? Đối đối. Mấy hiểu là? À, mấy hiểu là. Đây là đây là cao tốc lộ. Cao tốc lộ, cao tốc. Ờ, xin xin anh ạ. Anh đi nào? À, tôi muốn đi Trung Quốc nông thôn. Trung Quốc nông thôn. Cái này là không phải Trung Quốc nông thôn. Là à. À, đây là. À, cái này là cái gì nông thôn? Cái này là cái nông trường 24 đội à. Nông trường 24 đội. Ai 24. Đội 24 mà. Là ai 24. Đội đội đội. Nông thôn này là được 24 năm rồi. Đi vào đó đi xa đi, đối với đường xuống đi là 23 đội. 23. 对，二十三对洞坪那边就是。啊，你是越南的？对啊，我是越南女孩。来干什么？我要去看拍视频，看中国农村有什么。啊。中国农村有什么？OK, 谢谢啊。嗯，没有。啊，这个是什么爷爷？这个是玉米嘛？玉米哦。你们不知道啊，越南多嘛玉米。玉米啊，对了，给我呢，嗯，这来给呢。这个是你的老家吗？我们在住那边，这是其他人家的。啊，这等于是一个队了嘛，一个队，啊、离城只有5公里，嗯、我们这里离城。哦、啊，这你是？你是往哪里来的？过来的？哦，你往高速路上下来的还是？口岸。好个口岸啊！啊，刚才好像都得，应该好像，爸过来对空，爸宝空。中国农村比你们越南农村要好吗？还是不好啊？很好，很好啊！啊，你去吧，从那里，看嘛，các cô đang làm gì nhé? Phía bên này thì có hai cô đang làm việc này. À, 你好。啊，我去玩。婆婆，现在你在干嘛？种地啊。种地哦，爸在làm vườn này。你拍视频干嘛？对了，哎，爸来，爸问了，em có quay video đúng không？我是越南人。我知道你是越南人，我知道，你说话我就认得了。我说不标准对吗？标准，听得懂啊。em có giới thiệu là em có là người Việt Nam. Bác này bác bảo là bác nghe cái là bác biết rồi. Bác bảo đến quay video đúng không? Bác bảo em có bảo đúng rồi. Sao em giới thiệu là em là người Việt Nam thì bác bảo là bác biết. Em bảo em phát âm không có chuẩn đúng không? Thì bác bảo là nghe được. Bác này là bác đang nhặt hành. Đây có hai bác là đang làm vườn rau. Chị khan khan đi xa. Em có bảo là em có thể đi xung quanh ở đây không? Thì bác bảo là có. Xin xin ạ. Em có bảo là cảm ơn bác. Bác bảo là không có gì. Đây mọi người cũng có cả này là rau muống này. Bên Việt Nam chúng em thì bây giờ rau muống mới bắt đầu trồng mà đây là đã có rau muống rồi này. Ôi, đây là những cây này là cây gì đây mà to thế? Ôi, như là cây hành này. Sao cái này chắc là cây hành siêu to khổng lồ. Đây có cả cây đậu Hà Lan này. Cái này hình như là rau mép hay là rau tiến vua ấy, em có cũng không rõ nữa. Thì có một dàn su su. Ni hao.
Bác kia bác không nghe thấy rồi. Wow. Ủa cô bác ơi, đây có cây vải này. Ui. Trông nó sai quả thật đấy. Cảm giác nó kiểu sắp chín rồi ấy. Ủa, khuấy chi là? À, bye bye. Em coi bà là, em còn đi về đây. À, phụ bố, chỉ muốn đi xe trước cửa hai dầu cha mà, dầu nông thôn mà. Dầu hần, hần tua cha. À, em coi có hỏi bác là, thế vậy phía trên này thì có còn thôn nào nữa không? Thì bác bảo là có. Và có rất là nhiều cơ. Thế vì em coi cũng thấy mọi người đi xe máy là nên trên này cũng khá là nhiều ý. Nhưng mà có lẽ là chắc là em có sẽ đi ra ngoài bên này và đi tiếp tục sang bên này xem là có gì hay nữa không. Gọi là bên này cũng có một nhánh nữa. Trên này thì sợ là đi xa quá tí xe mà hết điện thì em thật sự sẽ không biết làm thế nào. Nhiều khi là một mình đi trải nghiệm như này cũng rất là thú vị và rất là vui. Mặc dù là khi mà đến những nơi vắng thì mình cũng kiểu hơi sợ một chút. Cái xe này sẽ phải bóp phanh ngay sau đó thì đấy mới đi được. Và bây giờ là chúng ta tiếp tục đi đến thêm một, không biết gọi là một thôn hay một xóm nữa. Đi thẳng xem như thế nào nha. Ồ, đây là kiến trúc nhà ở của người Trung Quốc này. Cái này là cũng là những tấm ngói âm dương với lại những viên này là viên gạch đặc này. Đấy. Wow. Này chắc là cửa. Đây là những ngôi nhà người ta xây là người ta không có chát và họ chỉ có xây và lợp phía dưới là ngói pro này và trên là ngói âm dương. Không biết là đây còn có người ở hay không. Thấy khá là vắng. Đây là cửa sổ còn không có cửa mà chỉ có sen hoa thôi này. Wow. À, đây là cửa gỗ. Bên trong có gì không biết. Okay. À, ngôi nhà này em coi đoán chắc là không còn có người ở nữa hay sao ấy. Bên trong này thì mọi thứ trông là cũng khá là bừa bộn. Đấy, giống như kiểu là không còn người ở nữa ấy. Phía bên kia thì vẫn có quần áo của họ phơi kia kìa. Thế thì có lẽ là bên đấy vẫn có người sinh sống. Đây là có cả số thứ tự nhà này. Chào, nhi văn sư Việt Nam dân, Trung Quốc dân. Ê, mình là người Việt Nam hay Trung Quốc à? Người Việt Nam. Ồ, mình đang làm gì ở đây đây ạ? Cá cọc su ấy. Hả? À, thế là mình ở đây luôn à? Ồ. Thế là anh chị là ở đâu ạ? À? Ở bên Việt Nam nhà mình ở đâu? Mường Khương. À, Mường Khương à?
Đoạn nào Mường Khương ạ? Đi từ Mường Khương đi còn xa lắm. À. Ồ. Thế mọi người là sang bên này để đi làm. Mình là người dân tộc gì đấy hả chị? Dân tộc Phù Lá. À Phù Lá. À. Thế mọi người vừa mới đi làm về đây ạ? Ừ. Sang đây là mọi người lái chiếc xe máy này đúng không? Ở đây là một chiếc xe máy của người Trung Quốc. Ồ, thế là mọi người sang bên này được lâu chưa? Một tháng ạ. Cái này là mình thuê trọ ở đây luôn à các chị? Chị tên là gì ạ? Giang Tử Dính. Dính, à, chị Dính. À, còn chị ạ? Lê Xe Chảo. Chị Chảo, vâng. Chị là người Mông. À, chị là người Mông. Còn anh kia ạ? Anh là Phù Lá. À, chị Dính, với lại chị Chảo. À, Chảo Dính. Ui, mọi người thấy ở bên này như thế nào ạ? Được. À, được ạ. Mình làm ở đây thì công việc có mệt quá không ạ? Như mình ở nhà thôi. À. Thế mình làm ở đây thì tiền có cao hơn bên Việt Nam mình không ạ chị? Có hơn. Các chị làm bên này thì mình lương một ngày được bao nhiêu? Chị có thể chia sẻ cho em biết được không? Ờ, không biết được. Mới năm nay về đâu mà. Cái này mình làm bên nhiều thì mình được nhiều thôi. À, thế họ... Cái này thật đấy, theo cơ mà. Họ chưa trả tiền mình ạ? Ừ. Hơn được một tháng đến phải trả nó trả. Thì mình cắt được nhiều, được nhiều. À, mọi người làm ở trong khu vực này ạ? Ừ. À, mình đi làm cỏ cao su. Ừ. À. Thế vậy chủ là cũng sẽ phải kiểu mình phải nói xong chứ là mình một ngày công được bao nhiêu chứ nhỉ chị nhỉ? Chưa biết được. Ồ. Thế mình cơm, mình cắt được nhiều mang đi cơm ấy. Cơm xong, à, cơm xong người ta xả mới biết. Cân cỏ ấy ạ? À? Cơm như cái sữa ấy. Cái cây bây giờ to to ở kia nó chỉ cắt cái sữa ở trong ấy. À không phải, chị cắt cỏ mà các chị đi lấy nhựa cao su. Ừ, à. Cắt cao su đâu, phải cắt cỏ đâu. À, cắt cao su để lấy nhựa, sau đó thì cái công mình sẽ được tính bằng cái số lượng mà mình làm ra bao nhiêu. Uh-huh. Họ sẽ tính cho mình. Vâng. À, thế một cân là có đắt không ạ? Chị thôi. Họ bảo là mình cắt đẹp được 5-6 đồng. À, 5 đến 6 đồng một cân. Vâng. À, các chị là sang bên này như này là lao động hợp pháp nhỉ chị nhỉ? Vâng. Mình làm giấy tờ sang đây chứ không phải là mình khác tự đi đi chui đúng không? Vâng, chui đâu. Ừ. Mọi người là ở đây là ăn uống ngủ nghỉ ở đây. Vâng. Sau thì ban ngày là đi trên chiếc xe này mình đi làm ạ. Vâng. À, mọi người giỏi quá. Thế mấy cái nhà ở trên này không biết là còn có người ở không nhà chị nhỉ? Mấy cái nhà kiểu cũng bằng gạch như này này. Có thì có, chắc là có ở nhà hay không. À, họ vẫn ở nhỉ? Ừ. À. À, em cũng là ở bên Việt Nam, em ở trong Bát Sát. Ngày nay là vâng, thuê xe điện là khác tự đi vòng vòng để chơi xem là như nào. Đấy, thế đi là cũng gặp được đồng hương. Tưởng người Trung Quốc chứ. Ờ, không, tại em cũng tưởng các chị là kiểu người Mông bên Trung Quốc nhỉ. Thế em mới hỏi thử bằng tiếng Trung. Em thì cũng không biết nhiều đâu, chỉ biết một hai câu đấy. Hôm nay là liều mình đi đấy, đối với em ấy. Tại em giờ em bảo đi về phải cố gắng nhớ lại đường mới về được đến chỗ Hà Khẩu. Cái này thì mình thuê thì chỉ thuê mấy cái nhà không thôi. Đồ đạc các kiểu thì mình tự mua. Em xin phép đi vào trong xem một tí được không ạ? Đi vào đi. Không có gì đâu, đi xem. Có cái gì đâu. Em cũng muốn xem là kiểu những căn nhà của họ như thế nào ấy. Ui sao này, trông nó đặc biệt nhỉ? Sao trên này là vẫn thông lên trên này luôn ấy hả chị? Ui. À. Đây là cái kiểu kiến trúc nhà của họ như này đây. Đây là khu vực mọi người nấu nướng ạ. Ở đây là cái bếp lò của người Trung Quốc này cũng khá là đặc biệt này, có 2 tầng. Đây là nhà tắm. Thế là ngủ là các chị ngủ ở phía trên kia ấy nhỉ? Vâng. À. 200 đồng. 200 đồng một tháng. Mình thuê 200 là tương đương với hôm nay em đi đổi tiền là 36 thì là
là 720.000 một tháng. Bây giờ tiền đời cao thì đến con trước có đời 34 gì có 680 rồi. À là 680, tùy theo tỷ giá tệ nó lên hay xuống. Tiền chung hiện tại thì bây giờ cũng đang là có giá. Rồi em cảm ơn các chị nhé, không làm phiền các chị nữa ạ. Mọi người là cũng vừa mới đi làm về là cũng khá là mệt. Em có không có làm phiền mọi người nữa. Em cảm ơn ạ, em chào các chị nhá. Mọi người lại đi đào đường nữa ạ. Sướng thì đi làm tí. À, tức là họ cũng thuê mình đi làm nhỉ? Không, cái đấy thì mình đi đào xong, sau này mình đi chở cao su rồi. À. Bây giờ là các chị lại tiếp tục đi làm, chứ mọi người cũng chưa nghỉ. Ôi ôi ôi, tôi mới bọc hết thì. Chúng ta nhìn phao. Sự bọc chẳng chín là mấy luôn. Mọi người đây chắc là ai cũng nói tiếng giỏi lắm nhỉ? Nhưng mà chị ở Việt Nam thì vẫn nói tiếng này. À. Ờ, cái này là tiếng địa phương đúng không? Chứ không phải là kiểu tiếng Hán đúng không? Gọi là gì nhỉ? Không phải là tiếng phổ thông của Trung Quốc đúng không? À, đây gọi là gì nhỉ? Tiếng Côn Hỏa à? Phải không? À. Cô bác ơi, có lẽ là video ngày nay thì em có xin phép được tạm dừng tại đây thôi. À, rất là cảm ơn toàn thể cô bác đã luôn đồng hành và theo dõi ủng hộ kênh. Ngày nay thì cũng là một buổi đi trải nghiệm của em cói. Đây thật sự thì đối với em cói ngày hôm nay đi như này là cũng khá là liều lĩnh. Bởi vì bản thân mình cũng không hề biết chút gì về chữ hay là tiếng, biết được rất là ít. À, mình cũng muốn là thử thách bản thân mình xem là khả năng của mình là khác tự đi một mình là đến đâu. Đấy, bây giờ thì em có là sẽ lái xe về phía bên Hà Khẩu để mà trả. Và trước khi đi về trả xe và tạm dừng video ngày hôm nay thì em có sẽ đi vào trong này mua một chai nước để uống. Đi nhiều cũng khá là khát. Đây là một cửa hàng tạp hóa của một Trung Quốc ở đây. À, xin chào. À, à, 要买水 什么水? 什么水?我看一下啊 水多了几年 này, nước lọc thôi. Tua xào chán 两 2 là 2 đồng 2 đồng tương đương lại tầm khoảng hơn 7.000. Đi sang bên này là sẽ sử dụng tiền mặt nha. Đây, 2 đồng. Thì tôi và chị trả lời thì em không có hiểu chỗ lắm. Các bác ơi, có lẽ là video ngày hôm nay thì em có xin phép là được tạm dừng tại đây thôi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Linh.